Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định đang vào mùa du lịch đối với những ai yêu thích hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt với những ai thích chụp ảnh chim, đây đúng là thời điểm để các bạn thể hiện khả năng rình rập và cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp. Xuất phát từ rất sớm, tôi cùng nhóm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã có mặt tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đồ đạc chuyên nghiệp, máy móc khủng, không khó để chúng tôi phát hiện ra những loài chim di cư đang lọ bọ kiếm ăn ven các bờ nước. Xuân Thủy là có tới 220 loài chim, trong đó là có 9 loài đưa vào sách đỏ quốc tế, ví dụ như là con cò mỏ thìa, con cò lạ Ấn Độ, con cò trắng Trung Quốc, còn bổ nông chân xám, vân vân. Công cuộc rình mò, áp sát điểm có chim bắt đầu. Mỗi người có một cách tiếp cận, nhưng thường sẽ không ở lâu được bởi chim rất tinh và nhanh chóng phát hiện có người. Đối với những người yêu thích chụp ảnh chim hoang dã như những nhiếp ảnh gia này, chỉ riêng việc được hòa mình vào thiên nhiên, chụp vài bức ảnh đẹp đã là quý rồi. Và tất nhiên còn rất nhiều hành trình khác đang chờ đợi họ. Ba cái tour du lịch chính, cái tour thứ nhất là du thuyền cửa sông, cái tour tuyến thứ hai là cái tour đi xem chim, tour thứ ba đó là cái tour du khảo đồng quê. Nếu bạn chưa biết bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng nói về địa bàn nào, thì hãy lên thuyền ra tới cửa sông. Hành trình này sẽ cho bạn thấy cuộc sống của ngư dân nơi đây, họ khai thác nuôi trồng thủy hải sản như thế nào. Ngoài ra bạn cũng có thể mua rất nhiều sản vật do người dân nơi đây làm ra như mật ong, tôm cá, rong biển. Với nhiều người, tour du lịch này thường kéo dài khoảng 1,5 ngày. Với ban ngày đi ngắm chim, câu cá, đánh bắt hải sản, ban đêm đốt lửa trại và trở về thành phố vào trưa ngày hôm sau.